Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh 3 giây trước thềm năm mới năm 2022. Chúc quý vị và các bạn có một bầu trời sức khỏe, một cái biển cả tình thương, một đại dương tình bạn, một điệp khúc tình yêu, một người yêu chung thủy, một sự nghiệp sáng ngời, một gia đình thịnh vượng. Chúc tất cả quý vị và các bạn trên kênh 3 giây vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, triệu triệu bất ngờ không chờ cũng đến. Kính thưa quý vị và các bạn, trong video này, bà Dây sẽ chia sẻ đến tất cả quý vị và các bạn về loài hổ. Bởi vì năm cọp, mình nói chuyện về hổ nha quý vị. Kính thưa quý vị và các bạn, hình tượng loài hổ gắn bó với đời sống con người từ xa xưa. Trong nhiều nền văn hóa, hổ đã gợi lên những cái nét tưởng về sức mạnh, về oai linh, bí hiểm. Hổ là loài động vật săn mồi đáng gồm hàng đầu trong thế giới tự nhiên. Con người vừa sợ hãi vừa thán phục loài hổ bởi loài động vật này đã toát lên cái vẻ đẹp và sức mạnh. Hổ biểu trưng cho những phẩm chất đáng quý nào? Kính thưa quý vị và các bạn, đối với người dân châu Á, hổ là biểu tượng của sức mạnh, uy quyền, chứa đựng cả yếu tố tâm linh. Hổ là loài dũng mãnh, là chúa sơn lâm, là hùng thiên rừng núi, là ông mãnh rừng già, là linh vật trong 12 con giáp. Tập tục thờ hổ đã đi vào tín ngưỡng của dân gian của nhiều dân tộc cộng đồng, nhất là ở những vùng rừng sâu núi thẳm, hổ luôn được thờ phụng. Ở một khía cạnh nào đó, những cái tập tính của loài hổ được con người đánh giá cao và được coi là biểu trưng cho nhiều phẩm chất đáng quý, như là sự kiên trì, nhẫn nại, khả năng giấu mình quan sát tập tính của loài hổ. Người ta nhận thấy hổ có cái bản tính kiên nhẫn, giỏi chịu đựng. Hổ biết khi nào nên nằm yên, phục kích con mồi, khi nào tiếp cận con mồi, âm thầm từng bước từng bước. Một khi điều kiện chưa chín mùi, hổ sẽ náo mình kín đáo, loài hổ thực tế không hề nóng vội. Hổ là cái kẻ săn mồi thường thằng chốn rừng già, hổ biết nắm chắc thời cơ, bắt lấy cơ hội. Một khi con mồi mất cảnh giác, bản năng này khiến con người xem loài hổ là loài biểu trưng cho sự quyết đoán mạnh mẽ. Hổ được biết đến với sự cẩn trọng, luôn quan sát, nghe ngóng. Khi thời cơ không thuận lợi thì hổ sẽ thu mình. Chính vì tập tính cẩn trọng, cảnh giác đề phòng, nên loài hổ không dễ bị mắc bẫy như các loài động vật khác ở trong rừng. Vì vậy, hổ càng được con người đánh giá rất là cao. Vẻ đẹp của hổ trong đời sống văn hóa dân gian. Kính thưa quý vị và các bạn, trong đời sống thực tế, hổ là cái loài săn mồi hung hãn. Nhưng trong đời sống văn hóa dân gian, đặc biệt là trong quan niệm của 12 con giáp, hổ lại gắn liền với nhiều ý nghĩa đẹp đẽ. Trong 12 con giáp, hổ hội tụ nhiều đức tính như là dũng mãnh, can trường, hiên ngang. Vì vậy, hổ là biểu tượng của sự hùng cường và sức mạnh. Từ xa xưa, hổ đã được người phương Đông thần thánh hóa trong đời sống văn hóa nghệ thuật. Hình ảnh loài hổ trong đời sống văn hóa của người dân châu Á gắn với nhiều điều tốt đẹp trong đời sống hàng ngày, như là cọp chết để gia, người ta chết để tiếng. Nói về danh dự, nam thực như hổ, nói về ăn khỏe, hổ phụ sinh hổ tử, nói về hậu duệ dưỡng già. Hổ là động vật có thật và gần như là duy nhất được bắt cặp với rồng. Một linh vật hư cấu, nhưng mà cái cặp đối sánh quen thuộc trong đời sống văn hóa Á Đông về rồng và hổ, có thể kể tới long tranh hổ đấu. Chỉ sự ngang tài ngang sức, rồng cuộn hổ ngồi, hay là hổ phục rồng chầu, chỉ vị trí chiến lược. Hổ là một hình tượng đa nghĩa trong đời sống tâm linh của người Việt. Trong thực tế, hổ là động vật săn mồi nguy hiểm. Còn trong đời sống văn hóa tâm linh, hổ là thần hộ mệnh. Tranh hổ, tượng hổ được xem là có vai trò trấn giữ, khiến cho là tà ma ác quỷ không dám xâm nhập vào các nơi thờ cúng hay là tại nhà riêng. Hổ là ác thú khiến con người kinh sợ đến độ là lập bàn thờ. Việc này khá thường thấy ở những cái miền sơn cước. Nhưng mà hổ cũng là phúc thần được tạc tượng vẽ tranh để thờ, coi như là giúp con người trừ tà, yểm quái. Tại Việt Nam, người ta gọi hổ bằng nhiều cái cách gọi rất là trân trọng, cũng như là ông hổ, ông hùm, ông cọp, ông ba mươi,
trong các loại thú dữ hiếm có cái loài nào mà khiến con người sợ hãi tới mức là thờ cúng, kỵ quý như là hổ. Ở một số vùng miền, người ta tránh gọi thẳng tên loài hổ mà phải gọi là chợt đi. Văn hóa Á Đông nói chung rất là chuộng hổ từ xa xưa. Người Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản đã thích treo tranh hổ. Nhìn chung người Á Đông đều gắn những cái đức tính, ngụ ý tốt đẹp vào hình ảnh của loài hổ, tin rằng treo tranh hổ trong nhà thì gia đình thêm dưỡng khí, xua hung khí, được trấn yểm, được an vui. Trong đời sống văn hóa dân gian của người Việt, tranh ngũ hổ được dùng để mà thờ, với niềm tin rằng đây là những ông hổ trấn giữ các phương trời đất. Trong âm lịch tháng Dần là tháng của mùa xuân đang đến, tháng của dương khí đang lên. Tháng Giêng âm lịch là tháng Dần. Năm Dần, theo quan niệm của người xưa, được xem là năm tốt lành. Kính thưa quý vị và các bạn, 12 con giáp sẽ ra sao trong năm Nhâm Dần này? Không giống như là 12 cung hoàng đạo trong chiêm tinh học phương Tây, 12 con giáp theo văn hóa phương Đông là con vật đại diện cho suốt một cái năm dài, mang theo năng lượng đặc biệt để định hướng những gì sẽ xảy ra trong 12 tháng âm lịch. Các chuyên gia phong thủy và tử vi đã cho rằng năm Dần 2022 báo hiệu sự tốt lành cho những người tuổi Dần. Vận may của những cái con giáp khác cũng phụ thuộc vào mối tương quan với Nhâm Dần. Đầu tiên là tuổi Dần. Chuyên gia phong thủy cho biết hiện tại chính là thời điểm tốt nhất để người tuổi Dần nắm bắt các cái cơ hội đến với mình. Người tuổi Dần mang bản tính nhiệt tình và năng động, luôn nỗ lực mỗi ngày để đạt được mục tiêu. Trong năm 2022, tuổi Dần sẽ dẫn dắt cuộc chơi, tác động đến những người thuộc con giáp khác. Tuổi Dần đại diện cho hướng Đông Bắc và tháng 2 âm lịch, cả hai yếu tố này đều mang ý nghĩa và sự khởi đầu mới. Hướng Đông Bắc là nơi mặt trời bắt đầu mọc, mặc dù chưa ló dạng phía chân trời nhưng mà cuộc phiêu lưu đã bắt đầu. Trong khi đó tháng 2 đánh dấu sự bắt đầu của mùa xuân cho âm lịch, mang lại tác động kép giúp người tuổi Dần khởi động dự định của mình cho năm mới. Kế tiếp là tuổi Mão. Tuổi Mão đại diện cho hướng chính Đông và tháng 3 âm lịch. Mão là con giáp kế tiếp của Dần, thừa hưởng sức mạnh và nghị lực của hổ. Tuổi Mão tượng trưng cho trí thông minh, học vấn và sự phát triển. Tất cả những cái điều đó sẽ được năm Dần thúc đẩy và những ý tưởng mới sẽ được nảy sinh từ nguồn năng lượng tích cực này. Tiếp theo là tuổi Thìn. Người tuổi Thìn thích kinh doanh và luôn tìm kiếm các cái cơ hội làm ăn tiềm năng. Năm nay cùng với tuổi Dần, tuổi Thìn sẽ dẫn dắt những cái con giáp khác và biết cách xoay chuyển tình huống khó khăn. Tuổi Thìn đại diện cho hướng Đông Nam và tháng 4 âm lịch. Người tuổi Thìn mang danh tiếng của một doanh nhân và con giáp này có ảnh hưởng đến các khía cạnh tài chính của tuổi Dần. Chú ý điều này thiên về việc huy động tiền đầu tư hoặc là các cái nguồn tương tự hơn là đưa ra hướng kiếm tiền. Trong công việc, người tuổi Thìn nhận được sự trọng dụng từ cấp trên. Có thể nói năm 2022 là một năm đầy thách thức đối với người tuổi Thìn. Tiếp theo là người tuổi Tỵ. Tuổi Tỵ là đại diện cho hướng Đông Nam và tháng 5 âm lịch. Người tuổi này là những cá nhân độc lập và không có cái gì thay đổi vào năm 2022. Họ rất vui khi mà người tuổi Dần có thể cầm lái và dẫn đầu, trong khi mình có thể là tiếp tục với công việc riêng. Hãy thận trọng với thị trường tài chính trong tháng 5 âm lịch, đặc biệt là chú ý đến các cái mặt hàng kim loại, vì thị trường có nhiều biến động trong tháng này. Tiếp đến là người tuổi Ngọ. Tuổi Ngọ đại diện cho hướng Nam và tháng 6 âm lịch. Người tuổi Ngọ đóng vai trò quan trọng với người tuổi Dần trong năm 2022, bởi họ là người giúp đỡ hướng dẫn người tuổi Dần đi tới mục tiêu của mình. Người tuổi Ngọ đang ngồi trên một cái chiếc ghế quyền lực vào năm 2022 và sẽ vươn lên trong vai trò lãnh đạo. Hãy chú ý, tránh nhiệm vụ sẽ mang lại áp lực. Người tuổi Ngọ cần cẩn thận duy trì sự cân bằng và giữa công việc và giải trí để tránh các cái vấn đề về sức khỏe. Tiếp theo, người tuổi Mùi. Người tuổi Mùi đại diện cho hướng Tây Nam và tháng 7 âm lịch. Người tuổi Mùi
không phải một cái cầu thủ tích cực trong đội bóng của người tuổi Dần, nhưng vẫn đóng vai trò quan trọng trong cái việc đảm bảo Dần có thể lùi bước trong trường hợp cần thiết. Người tuổi Mùi luôn quan tâm tới tài chính cũng như là sức khỏe của người tuổi Dần và là một cái đồng minh quý giá cần có. Năm 2022 sẽ chứng kiến người tuổi Mùi quan tâm tới bản thân mình và sự hạnh phúc của những người khác. Đó là tuổi của bà Dài đó quý vị ạ. Bao gồm cả cái việc theo dõi cẩn thận ngân sách gia đình. Tuổi Thân. Tuổi Thân là đại diện cho hướng Tây Nam và tháng 8 âm lịch. Người tuổi Thân bận rộn hơn bao giờ hết vào năm 2022 với rất nhiều cái chuyến du lịch, đặc biệt là đi theo nhóm. Người tuổi Thân tượng trưng cho triển vọng tương lai của người tuổi Dần và họ nên đặt vấn đề sức khỏe lên hàng đầu. Tuổi Dậu. Tuổi Dậu đại diện cho hướng Tây và tháng 9 âm lịch. Người tuổi Dậu có trách nhiệm hỗ trợ quyền lực cho người lãnh đạo để người đó luôn tỉnh táo và luôn đưa ra những cái quyết định sáng suốt. Đáng mừng là người tuổi Dậu đang ngồi ở cái vị trí vững vàng, có quý nhân phù trợ trong vai trò của mình. Năm 2022 này là một năm để người tuổi Dậu đảm nhận vai trò tư vấn, chia sẻ trí tuệ và kinh nghiệm của mình vì lợi ích của người khác. Tiếp theo là tuổi Tuất. Tuổi Tuất tượng trưng cho hướng Tây Bắc và tháng 10 âm lịch. Người tuổi Tuất có thể đưa ra những cái ý tưởng sáng suốt vào năm 2022. Tuy nhiên, chính điều này khiến họ ít giao tiếp xã hội hơn. Bởi kế hoạch nào cũng cần thời gian, cũng sự tập trung để hoàn thiện. Dẫu vậy, người tuổi Tuất không thấy cô đơn. Họ có nhiều trải nghiệm riêng và thỏa mãn với cái điều đó. Đặc biệt là họ yêu thích làm việc. Người tuổi Dần cần sự hỗ trợ của người tuổi Tuất và coi họ như là một cái thành viên quan trọng trong đội của mình. Vì vậy, năm 2022 là một năm người tuổi Tuất có thể là tỏa sáng. Tuổi Hợi. Tuổi Hợi đại diện cho hướng Tây Bắc và tháng 11 âm lịch. Tuổi Hợi là đối tác lãng mạn của người tuổi Dần, mang lại năng lượng tình yêu cho con giáp này. Cuộc sống của người tuổi Hợi là đi tìm kiếm sự cân bằng và tình yêu đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Trong đó tuổi Hợi sẽ cảm thấy có nhiều tham vọng và sự tự tin hơn vào năm 2022. Tiếp theo là tuổi Tý. Tuổi Tý đại diện cho hướng Bắc và tháng Chạp. Năm Nhâm Dần không đòi hỏi gì ở người tuổi Tý. Thực tế người tuổi Tý tượng trưng cho sức khỏe và sự hỗ trợ cho tuổi Dần. Nhưng năm 2022 cho phép tuổi Tý nghỉ ngơi. Năm nay thích hợp nhất cho người tuổi Tý là tập trung vào sức khỏe, thể chất và xây dựng chế độ ăn uống tốt hơn. Họ có thể đặt bản thân lên hàng đầu thay vì chi tiền và ưu tiên suy nghĩ của người khác. Tiếp theo là tuổi Sửu. Tuổi Sửu tượng trưng cho hướng Đông Bắc và tháng Giêng. Người tuổi này có liên hệ chặt chẽ với người tuổi Dần. Tuổi Sửu cần chú ý theo dõi tình hình an ninh tài chính của tuổi Dần và đưa ra hướng dẫn để đưa mọi thứ vận hành hiệu quả. Năm 2022, người tuổi Sửu nên lập kế hoạch và kiểm soát ngân sách gia đình một cách cẩn thận để mang lại sự ổn định và trật tự hơn cho cuộc sống. Và bây giờ, bà Dài xin tạm dừng video ở đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.